Điện tử Hay Nguyễn xin được chào các bác, các anh, các chị, các em nhé. Điện tử Hay Nguyễn hôm nay sẽ giới thiệu với các bác ba quả bom. Quả bom thứ nhất là quả bom mang tên là BL-1200, và quả bom thứ hai là quả bom truyền thống MVB-900, và quả bom thứ ba là quả bom PA-120. Thì khi em nói đến đây là ba quả bom thì bác đã thấy giật mình rồi, đã sợ rồi. Và em xin báo cáo bác, đây là ba quả bom âm thanh. Quả bom thứ nhất là tầm cỡ của $100. Quả bom thứ hai là của Putin, và quả bom thứ ba là quả bom của Kim Jong Un, tổng thống Triều Tiên. Đấy các bác nhá. Bây giờ em các bác sẽ xem tổng quan của ba quả bom âm thanh như nào. Đấy, đi một vòng. Và em thấy rất lạ này. Thực ra ba quả bom này thực ra nó chỉ là một khối kim loại, rồi là gỗ phíp, rồi là sắt. Đấy, là không có tâm hồn, một vật là vô tri vô giác. Nếu như ta để nó ngủ yên, đấy, để ngủ yên, để ngủ yên, nhưng ta đổ cho nó một lượng nhạc vào, bằng đổ cho nó một loại sóng âm tần AF biến tấu từ những ca khúc trữ tình, những ca khúc cách mạng, những ca khúc nhạc lon tốp, đề gì thì làm cho con người ta thay đổi rất nhiều về cảm xúc, về tâm trạng, về suy nghĩ, có thể làm cho con người ta xích lại gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn, cũng có thể làm cho người ta phải đau buồn khi nghe lại những bài hát mang tính chất trải nghiệm cuộc sống. Bây giờ em với các sẽ đi vào quả bom nhất. Đây là quả bom âm thanh thôi nhé. Quả bom bình thường là quả bom quả bom bình thường ra nếu lổ thì có thể làm cho người ta đau đớn, nhưng quả bom này lổ ra thì đem đến hàng triệu triệu trái tim phải lức lở, phải rung lên bần bật và không thể diễn tả được bằng lời nói mà chỉ cảm nhận bằng trái tim. Em sẽ đi vào quả bom thứ nhất là về quả bom BL-1200. Về mặt trước này các bạn này, mặt trước của cục đẩy thứ nhất là PL-1200 thì được thiết kế như sau. Có độ cao các này nó khoảng 15 cm, hai bên là hai cửa sổ để thoát khí. Đấy, và có một hình bầu dục ở trước rất xinh xắn luôn này. Đấy, pha màu ghi thể hiện cho sự son sắc thủy chung, và thiết kế được hai chiếc nắp hai bên. Đấy, hay đấy mà em thấy lạ riêng chiếc nắp của những cục đẩy này các bác nhé, không vặn này thôi, đã vặn thì muốn vặn cả ngày. Đấy, ở giữa là vừa ở giữa ấy em gãy cái to này, ở giữa có một công tắc tắt mà nguồn đấy này, lạch cạch lạch cả lạch cạch, nước bật lên như một dàn rong phối hợp với nhau, và hai bên là hai cái tai sách cầm nó dễ đi bê. Bây giờ em mấy bác sẽ đi vào cái trong nội thất của cục đẩy. Úi dồi ôi, đúng là như một nhà máy điện nguyên tử để sản xuất ra những tia âm thanh mang đến cho các bác những niềm vui cảm xúc khác nhau. Thứ nhất là quả bên áp, một bàn tay em xòe ra với phủ kín được các nhá. Đấy, đường kính nó khoảng tầm gần 30 cm, thì chu vi của nó không nghĩa là gì, là gấp 3 lần đường kính, tức là bằng 60. Em nghĩ nếu mà nếu như cái lượng dây đồng mà tỏa ra cái bên áp này, em nghĩ nó phải dài tầm khoảng 10 km, và cái bên áp này là hình xuyến các bác biết rồi, thì truyền tải công suất rất tốt và được đổ lớp keo
như một khối bê tông chắc chắn. Đấy. Tôi chắp tay xin. Cái nguồn này để cung cấp ra các mức áp khác nhau. AC khác nhau, cấp cho mạch công suất hai bên này làm việc và cấp cho cái mạch thúc, mạch thúc này để khuếch đại, tiêu khuếch đại. Đây là biến áp, biến áp này, đây là bo điện tử, bo điện tử này xem là có bao, em ra cùng đếm xem có bao nhiêu quả tên lửa. Hôm nay là tên lửa không có pháo nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 đếm bỏ hết mồm hết tên lửa. Tại sao em nói cái quả bom này giống như quả $100? Đây như là tên lửa có nhá. Đấy, không phát này thôi, phát ra thì có thể làm cả thế giới phải lức lở chứ không phải là trực triệu con tim nhá. 12 quả tên lửa này bảo vệ mặt đất và được nạp sẵn tích tụ sẵn một lượng điện. Đấy, luôn luôn duy trì ổn định cho hai bao công suất là làm việc các nhá. Em nghĩ ở tụ này 12 tụ này, nếu mà các bác không cắm dây loa vào, cắp điện vào mà mạch bị lỗi thì hàng tháng không xài điện ở những quả tụ này. Đấy, tụ này lắn nọc điện AC thành DC phẳng và giữ ổn định dòng điện. Đây là tụ hóa. Và em bác xem cái dòng điện nó bao nhiêu này. Tụ lọc nguồn này là 100V thôi nhá. Điện áp rất cao. Rất cao. Thì hiện tại hôm nay em sẽ nói với các bác về vấn đề điện áp cao. Điện áp này sản sinh điện áp AC qua cầu rắn, các bác này, cầu rắn đây. Đây cầu rắn đây. Cái này đây có 4 iốt rắn. Đấy. Và dưới gầm này, dưới gầm của cái bên này nó sẽ là một điếc cầu bằng sắt và được tỏa nhiệt bằng chính cái vỏ này. Thì các bác này, điện AC cấp ra được lắn qua cầu điếc thành điện DC. Điện DC này sẽ được nhân lên 1,2 đấy, căn 2. Ví dụ 100V DC thì điện áp AC nó bằng là khoảng tầm sấp xỉ 71,4V. Đây, thực ra cái vấn đề này em làm này, bác nhìn này. Đấy, qua cầu lắn, qua tụ lọc thì ví dụ như 100V DC, DC điện một chiều các nhá, DC là một chiều, AC điện xoay chiều, không phân cực. Vì điện lưới chúng ta điện AC, thì sau khi qua cầu lắn iốt này, nhẹ nhân với căn 2, căn bậc 2 tức là sấp xỉ bằng 1,4. Chúng ta học cái đầu ấy, căn bậc 2 số A thì bằng một số X, sao cho X bình phương bằng A thì tức là căn bậc 2 của 2 tức là bằng 1,4. Thì bác lấy 71 này, 71,4 nhân với sấp xỉ 1,4 tức là bằng 100V. Đấy là cái thông số kỹ thuật, vì em thấy nhiều anh em là giới thiệu cũng không hiểu nguồn gốc có như nào. Cái là về điện áp qua cầu lắn 4 iốt đó nhá. Thì cái điện áp này là khoảng tầm AC bằng 71,4V AC, tức là nó có hai nguồn độc lập để cung cấp một cái nguồn đối xứng âm và dương. Đó nhá. 12 quả tên lửa sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Đó. Và mang đến cho các bác một những tia nhạc hơi âm thanh len nói vào trong tim và trong da của quá. Đây là về cái nguồn quá khủng quá, nó gọi là đại khủng chứ không phải là khủng nữa. Đây là về cái nguồn và cái bo kết nối đầu vào đầu ra cái này để có cầu nối. Đây là bo để cắn hai trên nát. Ui được, này một bụi nguyên này, em lấy về quá nhưng em chưa vệ sinh nhỉ. vẫn còn bụi trần. Anh này anh ấy rất là phong sương. Rất là vẫn còn bụi. Và nhất là có hai về công suất. Các bác xem tất cả cái đẩy thì đều có hai về công suất và được tỏa nhiệt bằng một khối nhôm nguyên chất. Em dự tính cái tỏa nhiệt của cái này, nó nghĩ em nghĩ phải tầm 5-7 cân mất, bằng nhôm nguyên chất. Và các biết nhôm thì nó dẫn nhiệt, tỏa nhiệt rất là nhanh, là làm mát cho khối những con sò này.
Bây giờ bác xem nào, bây giờ đếm bao nhiêu rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 28, 56 sổ hộ nhé. 28, 28 này, 56 sổ à? Đấy, 56 sổ, chia 2 vế. Cục sức con này nó quá khủng quá nhé. Nó như cục bom nguyên tử về âm thanh của Dora Trump. Và các bác đánh được đôi súp kép bắt 10 này, ok. Đánh được hai mỗi vế, đánh được hai đôi loa bùn 4 tấc bắt 40 hạng 100 chắc kèn 74. Đấy, cái này bác nhìn thấy như này, mỗi một vế đánh 4 quả này hạng 100 và chắc kèn. Đấy, vế này bác này dư tải vẫn còn mồm huyết sâu vang như con chim chích nhảy trên đường làng. Đấy đấy, mời các bạn nhé, thoải mái luôn, ok. Để bây giờ nhất này, quá khủng quá này. Em chưa được tưởng, càng ngày càng khủng. Con sau khủng con trước. Đây là tổng thành của con đẩy này, mang thương hiệu là PL1-1200. Quá chắc chắn thiết kế và bề ngoài bác này, mặc lên mình một bộ áo đen thể hiện cho sự thể hiện sức mạnh mãnh liệt. Đấy, và em đang đi phía sau này, phía sau này cũng có hai cửa sổ này để thoát khí, hỗ trợ rắc 6 ly ca lông và rắc kẹp cắm loa, rắc để kéo loa, cái này ứng với cái này để kéo dây ứng với cái này. Đấy, có gì này rất chắc chắn, rất chắc cực kỳ tuyệt vời. Con này có bù áp nhá, có bù áp. Em mới nhìn tổng quan này, mạch còn xanh lét, chưa linh kiện, chưa bị han gì không nhá. Đây là chỉ bẩn nữa à. Đấy, anh này anh người tắm anh bẩn lắm, anh này mà tắm gội cẩn thận xong thì các bác lại không chịu được. Xanh nét, đầy sự sống, sức mạnh mãnh liệt, tiếng trống ngang tiếng sấm rung chuyển của đất coi nhá, lức lở cái trái tim con người. Đấy, đây là cú đẩy PL1200, có anh được đôi súc ép dư tải. Tiếp theo là sang cái quả bom thứ hai. Đấy, quả bom thứ hai là quả Putin. Con này mặt ngoài trông thì nó rất là đẹp trai các nhá. Một cửa, hai cửa, ba cửa sổ, bốn cửa sổ. Bốn cửa sổ. Trên mặt ở phía trước giữa là một hình chữ nhật. Trong hình chữ nhật là có hai chân áp chỉnh hai kênh, có đèn ếch tham báo nguồn, đèn phố bảo vệ, đèn sinh nơ tín hiệu clip có tải, công tắc bật tắt ấy, lách cách nghe như một bản tình ca yêu đời. Con này đến tập đoàn Dara King, con này để các bác trên Hà Nội bác lấy rồi. Đấy, em đã bán rồi. Con là quạt gió con này, con này rất là phải khui nguồn này, cũng quá khủng. Nếu lượng dây tỏ ra dài 10 km, đấy, bo nguồn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 của tên lửa bảo vệ mặt đất sẵn sàng chiến đấu quá nhá, 8 quả tên lửa và có các bộ cầu trì bảo vệ khi chạm tải có thể đứt ngay lập tức không ảnh hưởng khác, và hệ thống dây nguồn từ biến áp ra hoàn toàn bằng những rắc kẹp, tháo ngay ra, tức là việc sửa chữa vệ sinh rất dễ, tháo ra ra nhấc cả bo ra nhá. Đấy, bo nguồn và kênh điện áp này cũng chạy trên 70V AC và tụ lọc nguồn là 100V là mắc đó nhá. Số mi của nó rất lớn, nó tầm gần khuất đẹp không nhìn thấy, mi rất là lớn, đó là cái khả năng phóng xạ rất tốt.
hai đèn led bảo vệ loa luôn nhé, chạm tải cắt ngay không cho ra. Và gió là 1 2 3 4 quả gió, 4 quả gió lại chạy điện áp 24V các nhá. Đây là rất mạnh khi cái hồ đẩy này có bom âm thanh này đến từ đất nước của ví như là của Putin quá tải thì quạt gió sẽ làm mát để cho anh sò này anh thoải mái làm việc, anh đưa ra chất âm sạch sáng. Em bác đếm bao nhiêu sò này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sò bằng 24 sò sắt. Một phép bao nhiêu này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 là hơn 40 sò quá nhá. Chạy một phép hay liken đấy, sò liken đấy. Cực khủng. Quá khủng. Cho chất âm cực kỳ sạch, trong sáng. Tiếng trống uy lực quá nhá, uy lực. Và bốn cặp sò chạy điện 24V DC. Làm cả anh này anh đánh trong mùa hè oi bức nhưng mà vẫn đảm bảo cho các cái anh sò này làm việc một cách thoải mái như một dàn điều hòa. Các bác nhá. Và các bác nhìn này, tất cả con số này xếp thành một hàng ngang thẳng tắp như quân đội nhân dân Việt Nam nghi lễ của đội Việt Nam đón Obama năm 2016 sang Việt Nam thăm. Các bác nhìn này, ngay ngắn thẳng hàng, nghiêm trang, đấy, chào đón, sẵn sàng chiến đấu. Các bác nhìn này, mạch xanh nét mới tinh. Một đội quần đi con này, anh này cũng tội là lười tắm rồi. Và báo cáo bác đánh thừa tải luôn. Đôi súp này vẫn ngồi nghe nhạc vàng do anh Quang Lâm hát, ok luôn. Đúng không nhá. Mặt trước cũng hai chân áp. Đấy. À em chưa nói này, đây của ông Trump này. Và gió 1-2 này, 24V mà cực to quá con này, cực to. Con này có giá là 12.500.000 bác nhá. Chỉ có một con duy nhất và con đến từ Putin, đến từ Putin là 10 triệu. Con này em còn 2 con đấy, các bác thích, bác nào thích nhu cầu chơi sò sắt thì liên hệ với em. Tiếp tục này, bác này về có bom thanh thứ 3 ví như là Kim Jong Un đấy. Bé nhỏ thì nhưng cũng làm cho cả thế giới cũng phải kiếp sợ. Đây này, mặt trước thì mặt trước rất đẹp, hai bên là hai cửa sổ cá luôn và hai chân áp điều chỉnh hai kênh, cũng có đèn báo tất cả này, độ to nhỏ âm thanh này, gọi là C-band này. Đấy, dưới này cái gạch bên công tắc này lại dấu này, đấy công tắc dấu đấy. Và hai bên là hai tay cầm để vận chuyển nó dễ. Thế là khối biến áp không thể chê được, không còn gì để nói bằng, quá khủng và không ăn. Mà em nghĩ dây đồng mà cuốn ra mà tỏ ra thì nó phải tầm 10 cây số hết được dây đồng. Và mò đắn nọc điện từ biến đổi từ AC thành DC là bao nhiêu này, gọi là có pháo đúng không ạ? Pháo rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 quả pháo chĩa lên bầu trời để bảo vệ tổ quốc. Em ơi, 12.000 tụ này, 12.000 mi para và 80V DC điện áp quá cao, nhưng quá cao, mạch xanh nét mới tinh nhưng một có tí bụi, bởi vì anh này cũng là lười tắm bác này. Đấy. Người tắm xem qua nhiệt sò này, 1 2 3 4 5 6 7 14 28 sò. Báo cáo bác, riêng con này đánh được một đôi phun 4 tấc, ok
vẫn còn ngồi nghe nhạc xem phim và hát ngao đúng nhá. 1 2 1 2 3 4 5 6 6 7 14 28. Và con này có bù áp con này à, bù áp này à, ông này còn cõng này, em thấy lạ cõng nhau này đấy, có bù áp nhau nha, có bù áp. Hai bên là hai quả gió khủng, tiền áp 24 VDC, 24 VDC nó phóng điện nó chạy để tít rồi đấy. Còn phía sau này, phía sau cũng hỗ trợ rất cơ lông đực, đực có vòi nhá, cái này đực cái rất đẩy kéo được chưa. Bây giờ em cho bác xem vòng quanh này đấy, vòng quanh. Thế nhân đây em sẽ giải thích các bác, thế là sò ly ken đèn MOSFET, tức là ly ken đấy. Ly ken này con này chạy này, con này đấy. Thì các bác như này, sò công suất đây, công suất nó cấu tạo đây là có bóng thuận, bóng ngược, kênh L và kênh P, là bóng nghịch và bóng thuận, ngược bóng thuận. Thì bóng ngược bao giờ cũng chạy đi ép dương và thuận bao giờ chạy đi âm. Thì chân B chân C E, khi có một dòng điện tác động đến chân B thì có dòng điện dẫn từ C E dương nhá. Đây khi có một dòng điện tác động đến B thì có dòng điện âm chạy từ C đến E đấy con nhá. Đấy còn đây rồi công suất này các bác này, thì là ví dụ dòng này cho công suất này đấy 2SC 2 5200 và 2SA 1943. Thì các bác nhớ này, tất cả đẩy hay âm đi, ví dụ có 20 con sò hoàng thì bao giờ có 10 con sò thuận và 10 con sò ngược đấy, nó cặp đối xứng nhau thế. Còn nếu có điện áp đâm vào dương mà đây con này chính là cái sò này, con này đây ở đây và đây đấy là công suất. Còn đây chính là chạy MOSFET. MOSFET các bác nhé, đây em sơ đồ nguyên lý thôi. Đây chân G, chân D, chân S. Đây là kênh L, tức là con này con ngược. Khi có dòng điện tác động vào chân G này là tức phát quang, thì cảm biến lá cực này và có dòng điện chạy từ D sang S. Đấy con này, có thể nhiều con loại sò nó ghim diode đây hoặc là điện trở hạn dòng ở đây. Đây là sò thuận, MOSFET thuận. Khi dòng điện tác động vào chân G này sẽ phát quang cảm biến lá cực. Thứ nhất dòng điện dẫn từ D xuống S, thế nên dòng chạy MOSFET vừa sạch tiếng, vừa trong tiếng mềm dẻo, các nhá. Đấy MOSFET, em giải thích như thế. Còn cái loại cõng nhau đây, con này, cõng nhau đây, nha mà em này có cái cõng nhau đây, để cõng nhau này. Con này chính là con chiếc, là con chiếc con này. Đấy. Khi có dòng điện tác động một gờ nó dẫn từ A1 sang A2. Khi không có điện thì sẽ không dẫn. Đấy bác ấy, đấy chắc. Thật ra là em là dân sửa chữa, chuyên ngành sửa chữa, thế nên em rất hiểu về nguyên lý cấu tạo của từng con bóng một. Các bác nhá. Thế là tổng quan. Thế bây giờ em giờ các bác sẽ ngồi ngắm này nào. Đấy, em thứ nhất này. Ba anh này nhá, ba quả bom này con này. Ba quả bom này. Tuy mang thương hiệu khác nhau từ Trump, từ ông Trump, từ ông Putin, từ ông Kim Jong, nhưng mà cùng xuất phát điểm từ đất nước của Tập Cận Bình. Đấy. Tập Cận Bình thì hái rồi. Đấy bác này. Quá đẹp. Quá đẳng cấp. Bây giờ nếu mà các bác mà hỏi câu hỏi ba quả bom này, quả bom nào tốt thì ba quả bom này đều là tuyệt vời bác nhá. Nếu các bác bánh ở phân khúc lớn thì bác hãy chọn quả bom này và phân khúc vừa bác chọn quả bom này. Nếu các bác mà thích cả ba, bác sẽ bê cả ba cái quả bom này về nhà. An tâm đi, quả bom này không gây chấn thương bác nhá, mà làm cho con người ta tê tái đấy, rồi là làm cho trái tim mình phải lức lở khi đổ cho nó một lượng nhạc vào đây, phát tạo loa và được lỗ. Đây con này. Đấy. Cái giá con này là 7 triệu các nhá. 7 triệu này, em còn 3 con này. Con này là 10 triệu. Em 2 con.
Em chỉ có một con duy nhất thôi nhá. Vào đây em bác này, em nhập một lô đẩy đây, đánh gia đình tuyệt vời luôn. Đánh được cặp bát 30, tức là 4 cặp 30, vô tư thôi nhá. Vô tư đây, em mới về đây. Con này con DK400 BIB em 1, 2, 3 có 3 con. Con này em này CA8 1, 2, 3, 4. Dòng này tầm 4 triệu thôi nhá, 4 triệu này. Đánh gia đình cực kỳ nguồn, ok luôn. Một loa lòng bãi này, 3G audio này, và G9 này, loa G9 này, tuyệt vời luôn. Và hôm nay em mới nhập được mấy đôi loa này. Check blue, con này là 2 chung 2 check 1 bát, quánh hay như BOV luôn bác nhá, tiếng cực hay. Và bác hôm nay em nhập một cái lô đẩy khủng bác này, có 26 con các bác này. Em chờ những cái lọc này bác này 2 tháng này rồi nhá, 2 tháng này rồi. Đấy, nó về bác này em xích hết, không để con nào ra này con này. Em bác nhìn xem này, 64 cần gạt EQ231 này, cực chất luôn nhá. Bãi 100% đây, 1231 này bác này. Số lượng em có hạn không nhá nè, nếu các bác không nhanh là hết này. Đấy, và có chất tumbo con này. Con này nghe, đây là có cái ngoài của bom nguyên tử thôi nhá, bom nguyên tử với âm thanh. Đấy, những cái ngoài. Đấy, muốn có bom nổ mạnh không phải cũng cái ngoài này, kích. Đấy rồi, tổng quan đấy bác nhá, cực nhiều luôn, quá đẳng cấp bác nhá. Loa em rất nhiều đây. Đấy, dư tải. Và trước khi dừng video, em xin cảm ơn tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn, các em luôn theo dõi, ủng hộ kênh của Hanh Nguyễn. Và Hanh Nguyễn thấy rất xúc động khi các bác, các anh, các chị đã comment, đã ủng hộ. Và Hanh Nguyễn sẽ hứa với các bác rằng, với các anh, các chị rằng Hanh Nguyễn luôn luôn cố gắng hết mình để làm sao mà cái hàng hóa của anh Nguyễn bán ra đến tay các bác tiêu dùng nó thật chuẩn chỉ, không có gì phải lăn tăn. Và em hứa các bác, hàng em lỗi nên các bác em đổi ngay, riêng em đổi ngay, tính quan điểm em đấy, không đổ tại ai cả mà em sẽ đổi đấy. Và trong thời gian qua thì các bác đã dùng sản phẩm của em rồi đấy, em biết đúng không? Em luôn là người rất nhiệt tình, rất nhiệt tình đã giúp các bác đến lúc bằng được thì thôi. Đấy, có rất nhiều anh chị mua hàng em xong rất là quý em, bởi tất cả những gì em nói là đúng sự thật mà em làm. Đấy, tính nhất là như vậy. Em xin cảm ơn các bác nhá. Và em nói bác, những cái cục đẩy khủng này em chỉ có số lượng có hạn thôi nhá, không có nhiều. Nếu các bác nào mà có nhu cầu thì sẽ gọi cho em theo số điện thoại 0936 583 140 nhá. Bây giờ em sẽ test cục này các bác nghe nhá. Tôi không còn thương nhớ người. Chất âm được quá hay, quá sáng. Với ai chắc lần tôi đã mất em rồi, thì tôi cũng vậy mà thôi, nên không còn thương. Đấy các bác nghe, thưa ông em đánh mỗi đời không em bác nhá. Xin chào bác nhá.